thương em không? Anh thương em thì anh qua nhà kêu ba mẹ qua cưới em đi. Tôi vừa mừng mà vừa lo nữa. Qua chị một cái rồi bỏ cuộc. Em chấp nhận đánh cuộc với cuộc đời em vậy đó. Bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thêm nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, lên, 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 đây, đây. Em ngồi đi. Dạ, rồi. Ngồi ở đây rồi, không cần phải có cái nạn nữa nha. Yên vị rồi, không sao cả nha. Chào đón hai vợ chồng bạn. Dạ. Hai bạn ở đâu? Dạ, vợ chồng em đang ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, rồi họ có xem chương trình Vợ Chồng Son này liên tục không? Dạ có nhiều lắm á. Xem nhiều lắm á, mà ước gì có ngày được lên đó. Mà giờ thành sự thật rồi đó. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Trung. Dạ, em đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là bán kẹo kéo. Buổi tối á, hay đi bán quán nhậu đồ để hát cho người ta nghe. Với mình bán kẹo với lại bán vé số, hai thứ luôn. Ai muốn gì mua. Thế hôm nay, bây giờ trước khi vợ mình giới thiệu thì bây giờ em có thể hát tặng cho chương trình một bài hát được không? Dạ được, nhưng mà không biết hát dở, mọi người đừng chơi nha. Bây giờ nè, chưa biết ai hát dở hơn ai à. Tôi hát dở lắm á nha. Dạ. Rồi, mời. Dạ. Dẫu biết đôi ta đã tình trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình dài anh một mình đánh lặng tình. Nhìn em bước tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao. Nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn đợt nhân này. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi. Để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Chúng ta từng hứa nhau cho đến muôn đời sau. Thôi được rồi. Mời em. Dạ chào chị Hồng Vân, Nhanh Nút Thần với chào quý vị khán giả. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hương. Hôm nay em 31 tuổi là nội trợ. Dạ. Cho chị hỏi nè, trước đây là các bạn làm nghề gì? Em có tham gia vào một cái hội sở hay là hội đoàn? Dạ, không? Có em có tham gia vào hội thanh niên khuyết tật thành phố. Ừ. Cũng là đang là vận động, hai vợ chồng đang là vận động viên cử tạ thể thao khuyết tật. Hai đứa nè, em là cử tạ được bao nhiêu ký? Dạ chắc 150 á. Trời đất ơi. Thiệt luôn á. Em tập tạ lâu chưa? Dạ cũng 8-9 năm rồi đó. Vậy hả? Dạ, hôm nào là muốn luyện viên cho anh Thuận nha. Ủa rồi còn em được bao nhiêu ký? Đẩy được bao nhiêu ký? Em đẩy được 75 ký. Ồ, vậy là em bưng được anh Thuận đó. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cho khán giả cũng như chương trình được biết rằng là các em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và tình yêu các bạn chớm nở như thế nào. Dạ hồi năm cũng chở chắc 15 tuổi hay 16 tuổi gì đó, em với vợ em có tham gia một cái gọi là khám với mổ từ thiện do thành phố tổ chức dành cho người khuyết tật. Rồi xong rồi cái em gặp vợ em lần đầu tiên, một cô gái nhìn như là tuyệt vời, quá đẹp. Nhưng mà dòm xuống chân thì lại khác hoàn toàn. Cái chân nó cũng giống như là bị cái lò xo mà nó bị sắn lại, nói chung là bị nhiễm trùng hay sao đó. Mà lúc đó cũng không có làm quen gì á, tự nhiên cái xếp mổ, cái hai đứa mổ chung phòng luôn. Đó là phải cơ hội mấy bà mới hỏi chuyện. Thế còn Hương gặp anh này Hương thấy sao? Dạ cũng ấn tượng luôn. Ảnh là ảnh cho mà xin gom để ăn. Ảnh nói là em ăn xin gom đi. Rồi cái em cũng vẫn lấy bình thường luôn mà không có để ý. Ai là người chủ động tỏ tình người kia? Em không à. Thì cái người đi cho xin gom là biết rồi. Gặp là lại cho đi chứ không có nhận về rồi đó. Em lúc đó là em nói chuyện hoài mà thấy vợ không để ý gì hết trơn á. Rồi xong rồi cái trước khi xuất viện á, em có hỏi mẹ của vợ em là ủa nhà cô ở đâu, hỏi nhỏ nhỏ thôi. Nhà cô ở ngay chỗ bến xe miền Tây á. Ôi chết rồi, nhận nhà mình. Rồi cái xin địa chỉ luôn. Để về mình xuất viện về mình có gì mình qua thăm với bộ qua thăm gì đó nói chuyện tiếp. Nói chừng qua thăm mình nói chuyện mà toàn nói chuyện với bà vợ không. Cô có ấy đâu. Trốn thì ghét á. Tức là trốn suốt luôn không có gặp luôn. Không có gặp. Về mới xuống hả? Nhưng mà sao vậy em ghét ổng sao vậy? Dạ không thích. Không thích. Rồi em cứ sợ em trốn á trên đường. Trốn. Bà sợ ổng lắm. Mà mẹ vợ thì nói nó đi chơi đâu rồi con ơi. Nhưng mà em giờ mình dắt thấy chân thò xuống vậy nè. Bỏ thò xuống vậy mà nó đâu chơi rồi. Rồi xong rồi em có bỏ cuộc không? Cũng mấy tháng sau thấy qua ngày nào cũng qua thấy không có kết quả gì. Thôi cũng bỏ cuộc luôn. Rồi xong bao lâu thì tụi em gặp lại nhau? Nói chung là gián đoạn thời gian cỡ 5-6 năm lận á. Cái gì? Lâu lắm á. Coi như bỏ qua một bên á là lúc đó là nói chung là em là buông trải nhiều lắm, em đi làm đủ thứ chứ. Có khi em làm công nhân nữa đó. Mà bữa đó đang ngồi buồn, tự nhiên ở đâu có một cuộc điện thoại. Cái em nghe nói alo, phải anh Trung không? Nói phải, cái
anh còn nhớ ai không? Cái em nói em là Hương với ai sao anh không nhớ được. Em còn thất hồn nữa đó. Em không biết em nhận cho tiếng vợ em luôn. Trời khiến đó em ơi. Ủa, thì bởi vậy. Vì sao mà em lại gọi cho anh? Bữa đó anh đi làm về, cái em làm buồn quá. Em làm gì Hương? Dạ em làm công ty. Cái em làm buồn quá, có mẹ làm kế bên nữa. Nó hỏi mẹ, mẹ cái mẹ còn số điện thoại của anh Trung gì không? Mẹ nói mẹ còn, tại vì mẹ thương anh Trung lắm. Nói là cho con mượn đi con điện thoại cho ảnh nói chuyện chơi. Cái em mới nói là hả, giờ anh thương em không? Anh thương em thì anh qua ngày kia ba mẹ qua cưới em đi. Ôi trời trời. Con ta đi trước về sau. Rồi em nhận được câu trả lời của anh ấy thì sao? Cái anh nói dễ, anh nói với ba mẹ. Rồi xong rồi coi ngày nào thì qua. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc đó em nghe mà vợ em nói là anh về nói ba mẹ qua xin cưới em thì cái cảm xúc em sao? Trời ơi, cái đó là cũng vừa mừng mà vừa lo nữa. Lúc em có bồ không? Lúc đó ngay thời điểm đó có bồ không? Đó, nói thiệt ra thì cũng có quen với một cô bé. Nhưng mà cô bé đó là quen với mình. Nhưng mà sau này cổ có bồ rồi. Cổ với bồ cổ chia tay. Cổ mới quay lại đúng thời điểm với vợ luôn. Là ra yêu cầu là anh qua nói chuyện với bà ngoại em đi. Để cái gì hai đứa mình đến với nhau. Cũng là hai bên luôn. Hai cái lời đề nghị đó. Hai luôn. Cái lời đề nghị luôn. Thế rồi cuối cùng em xử lý sao nè? Cuối cùng rồi em suy nghĩ vậy, giống như cái đó là em đánh cược với cả cuộc đời em hay sao á. Nhưng mà em biết tính vợ em, nói gì là làm liền, còn mà qua chuyện một cái bỏ cuộc. Không thôi luôn tâm đó. Thôi luôn. Em chấp nhận đánh cuộc với cuộc đời em vậy đó. Rồi là em đồng ý. Đồng ý luôn. Ông có mời ba mẹ ông qua nhà em không? Dạ có. Rồi lúc đó em sao? Thì em cũng nói thì cũng bình thường thôi. Đó, con người bình thường từ đầu đến cuối. Bình thường thôi. Tức em không hề có tình cảm gì với Trung. Dạ không có. Không có gì hết. Em biết mà, em biết vợ em không có tình cảm với em mà. Nhưng mà em sẵn sàng, em sẽ nói cưới rồi về từ từ tình cảm em sẽ tạo tình cảm đó tới vợ em được. Wow. Em tự tin vô bản thân. Coi như là sau đó bao nhiêu lâu thì cưới? Nhanh lắm, chừng tháng cưới rồi. Tháng là cưới. Trước khi cưới thì hai đứa có thường xuyên gặp nhau, có đi chơi với nhau? Dạ không. Dạ không. Nắm tay còn không có nữa. Nắm tay cũng vô nắm nó chưa yêu luôn mà. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Dạ. Đến ngày cưới đúng không? Dạ. Em hỏi đi chị không dành. Cái đêm tân hôn vui không? Em thấy có gì đâu vui. Trời ơi sao vậy? Có làm được gì đâu vui. Vợ em có cho đụng đâu vui. Tại đêm tân hôn á thì ổng là gần á, anh mở đồ cho em này kia nằm ra cho thoải mái. Mà em không cho đụng vô bất cứ gì hết á, tự em làm hết này kia. Cộng phận đúng không? Cộng phận. Đúng một tuần lễ luôn á. Một tuần lễ không cho đụng luôn. Dạ đúng. Em chỉ hỏi thiệt em lúc em có khóc không? Trong một tuần lễ đó có lúc nào em rơi lệ không? Không, em đâu bình thường, có gì đâu mà rơi lệ. Tại vì vợ của em rồi chứ sao cũng được thôi hả? Có gì? Để làm thời gian đó. Thời gian thôi, từ từ mình sẽ có thời điểm đúng thích hợp là mình bụp thôi. Rồi bao lâu em bụp? Bao lâu em bụp? Sau đêm tân hôn đó bao lâu thì bụp? Chắc 10 ngày quá. 10 ngày. Vậy là cũng nhanh chứ ha. Em số khủng khiếp đó thưa quý vị ạ. Em có thể chia sẻ cho chút xíu cái cảm giác của em như thế nào Trung? Thì cũng bỡ ngỡ, nói chung là cũng không có gạch gì mấy. Phải lên Google để tìm hiểu thêm. Có vất vả lắm không em? Cũng vất vả lắm. Nhưng mà nhờ trời thương nó cũng cuối cùng nữa. Trời đất ơi. Còn em sao? Mà em sợ cái gì mà của ổng mà cái gì có lông lông này kia em sợ lắm. Giống như con gì mà có lông cũng vậy em cũng sợ lắm. Bất cứ gì cũng vậy á. Như vậy là các bạn kết hôn bao lâu rồi? 8-9 năm rồi đó. Đến bao lâu hai em mới thật sự rằng là thấy rằng là yêu nhau và cần có nhau? Cũng cỡ 3 năm sau đám cưới. Bây giờ là em cảm thấy em yêu chồng em nhiều không? Dạ nhiều. Lý do tại sao? Tại vì ở chung á, mình thấy hả, ảnh lúc nào cũng quan tâm mình, cũng thương mình. Bỏ cả bản thân của mình luôn á, mà lo cho em luôn á. Bởi vì thấy tình cảm đó mình phải đáp lại, thương ảnh nhiều hơn. Ngoài cái khó khăn cái chuyện kinh tế thì vợ chồng em còn gặp những khó khăn gì nữa? Dạ khó khăn về chuyện kiếm một đứa con. Ủa hai bạn chưa có con hả? Dạ chưa. Ồ vậy là hai bạn đến đúng chỗ luôn rồi đó. Dạ. Nói để cho hai bạn cảm thấy là có một cái hy vọng. Một cái hy vọng là bởi vì á, hầu như những cặp vợ chồng mà khó khăn hiếm muộn mà các bạn đến đây xong rồi á, thì sau khi mà tham gia chương trình nói ra hết được những cái khúc mắc trong lòng mình đối với người bạn đời của mình, hai người tự dưng cảm thấy rất là hiểu nhau. Rồi sau đó thì chương trình chúc, rồi anh Thuận, nhất là anh Thuận này, khi mà anh chúc xong rồi hầu như là có bầu hết. Nhưng mà là các em có đi khám thì bác sĩ nói như thế nào? Dạ có đi khám bệnh viện Hùng Vương, bác sĩ nói bị tắc vòi trứng,
Rồi em có tham gia một chương trình, em cũng kiếm được số tiền cũng khá khá, cũng dắt vợ em vô trong bệnh viện Hùng Vương để mổ để cho thông vào trứng ra. Mổ nó nằm đó trong đó cũng từng lại em nuôi á. Là lâu chưa? Ở đây cũng cỡ mấy tháng rồi. Ừ, hôm sau đây em nếu mà tìm ra được một cái nguyên nhân rồi đó, dạ, và đã giải quyết rồi thì anh hy vọng sẽ có chắc những chắc cái dấu hiệu tích chắc cực chắc đến với hai vợ chồng em. Anh chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng yêu thương nhau, tất cả những khó khăn đều nắm tay nhau vượt qua hết. Và đặc biệt sẽ có một phép nhiệm màu, sẽ có một em bé kháu khỉnh, đủ đầy, mạnh khỏe sẽ xuất hiện trong năm sau. Dạ, giống như anh muốn thận nha. Biết sao không? Có, tại vì này, có cái trường hợp của tụi em á, chị nghĩ là ngoài cái việc mà những cái lời chúc phúc của chương trình cũng như là của anh Thuận ha, thì em nên tham khảo một chút là bởi vì cái vòi trứng nó còn bị tắc, nó chưa có thành công á, thì mình còn nhiều, rất nhiều những cái phương pháp thì mình sẽ tham khảo bác sĩ, và bác sĩ sẽ giúp cho tụi em cái chuyện đó. Và với cái lời chúc rất là chân thành này của chương trình như của anh Quốc Thuận thì chắc chắn là em sẽ có em bé. Dạ, cảm ơn. Và cảm điều đầu tiên anh khuyên em rằng là hãy đừng bao giờ bi quan và hãy lạc quan, và thậm chí luôn luôn nghĩ trong đầu con cái là trời cho. Có thì đón nhận, không có thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Cứ gì thì cứ thoải mái, cứ lạc quan, biết được chừng tối nay có là sao. Đúng không nào? Cảm ơn. Rồi bây giờ nãy giờ vui cũng có, nói chung là nó buồn chút xíu cũng có, đúng không? Thôi giờ tới cái chuyện này mới vui nè, chuyện này ai cũng thích chân nè. Bánh nhà lòng nóc chợ đó. Bánh nhà lòng nóc chợ. Kể tật xấu ra đi. Không có tật xấu gì không Hương? Đại hội vạch mặt. Dạ có. Tật xấu mà đau đớn không? Xấu đau chưa? Ở dơ. Chơi game. Ở dơ sao tả đi. Trời ơi, ở dơ lắm. Em mà đi làm về hay gì kêu rác nên là anh ơi dọn giùm em đi, em đi tắm. Xong rồi em ra em dọn phụ anh. Để đây chút xíu anh dọn cho. Xong đi ra cái cũng nằm đi nguyên đó. Rồi còn gì nữa? Còn mà cái chơi game là em phản đối á. Sao vậy? Tại vì chơi game là em chơi game đá banh. Giờ hỏi anh cái chân em vậy em đâu có đá được đâu. Em phải chơi game đá banh, em đá bằng tay cho nó cỡ như là... Nói chung là em cũng đam mê đá banh. Đam mê đá banh, hâm mộ đá banh lắm. Nhiều khi lúc trước chưa có vợ, 2-3 giờ sáng thức coi đá banh á. Từ khi có vợ đâu dám thức nữa đâu, ngủ luôn. Chồng em có lãng mạn không? Có tặng bông, tặng hoa gì thường xuyên không? Dạ không. Mỗi lần đi chở đi ngang cái thấy bông á, anh ơi bông đẹp quá anh ơi. Nói vậy thôi à, cũng thôi à, đi luôn. Đi ăn đi em ơi. Em nói bông chi? Em nói thôi giờ mua cho em bông, thôi anh dắt em ăn hai tô phở cho nó lạnh cho rồi. Nói vậy không á. Rồi bây giờ tới em, nói chung cô ấy có tật xấu không? Trời nóng lắm, nóng như là Trương Phi vậy á. Mỗi lần mà cãi lộn hay gì là hay đập đồ. Nhưng mà em có chiến thuật hay lắm. Mỗi lần mà cãi lộn đúng không? Em chở xe ngoài công viên hay là chỗ nào vắng vắng người á, chỉ có hai đứa thôi, rồi em cứ thoải mái em chửi anh gì chửi cho đã đi. Có mình anh nghe thôi. Là muốn đập không, có bông hoa gì đập đi rồi thôi. Rồi nấu ăn ngon không? Rồi đủ ăn mới cưới về. Em nói anh mùng 3 Tết làm con gà. Mẹ em đâu biết đâu, mẹ em cứ nói con Hương làm cho mẹ con gà để cúng. Cái vợ em cầm cái dao ra đứng vậy nè, xong rồi ngó con gà, xong rồi giờ ngó giờ em đó. Ủa ai gì em đó? Trời ơi em thấy con gà em sợ quá anh ơi, sao em làm được? Cái nói sao em sợ vậy, em thấy nó lông nhiều quá em sợ. À nó sợ lông quá. Nó lông từ đầu lông. Hương nói nó sợ lông là nó sợ à. Cái em nói ủa vậy hả, anh đâu biết đâu, thôi vậy kêu ba anh làm sao, làm xong rồi kêu nấu nồi cháo đi. Vợ em nấu nó không có chịu khai ra là không biết nấu ăn, đậy rồi đi cũng nói giờ để em nấu cho. Quà nấu xong rồi lên cái nồi cháo á, trời ơi nấu cháo mà ba chén gạo. Trời ơi trời. Xong rồi kiếm con gà, kiếm cái đầu đâu, không thấy cái đầu đâu hết trơn. Em thấy cái đầu em sợ em giật rồi. Tại vì em ngồi tưởng tượng lắm, cái con gì mà em thấy nó dòm em dòm. Nói em thấy tưởng tượng, chặt cái đầu bỏ trước rồi. Mà cha là phải ăn cái đầu. Mỗi lần là cha hỏi cái đầu đâu rồi, nói cha con xin lỗi con lỡ chặt cái đầu bỏ không. Cha còn cha cười. Rồi em thì ở dơ, mà vợ em có ở dơ không? Trời ơi vợ em là thuộc loại là cực kỳ sạch. Chút xíu bụi gì cũng ý kiến cũng la mắng em hoài. Sạch sẽ mức là trên người em mà chỗ nào có lông nhiều là bà kêu cạo hết đi. Tức là bà nói tóm lại là sợ lông thôi. Còn cái gì nữa không? Thôi bắt người ta vạch mặt nhau hoài á. Không phải thấy dễ thương quá. Thật ra các em kể về tật xấu của người kia mà anh thấy rất là đáng yêu. Rồi bây giờ thì là Trung, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em muốn vợ em thay đổi là bớt nóng tính lại. Rồi mình phải nên kiềm chế, biết tiết chế lại chút xíu. Đừng có để cái độ nóng mà nó lên tới gọi là 100 độ C. Rồi thứ hai nữa là cười nhiều xíu. Mặt lúc nào cũng căng căng à. Sao? Ăn đi. Đó, vậy đó. Mặt căng lắm, nó nổi cười dễ thương dễ sợ. Không, cái này là anh xin được tiếp lời chung xíu rằng là em hãy nên cười.
Bởi vì gương mặt em cười rất đẹp. Xinh đúng lắm luôn á. Rồi còn dạ. Em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Mong anh ấy là sẽ là quan tâm đến em nhiều căng hơn đó. Bớt chơi game lạ đó. Ở sạch chút xíu, tập thể dục đi cho bụng ốm lạ. Vậy rồi, nhiêu đó là em, nhiêu đó thôi. Và nói lại lần nữa y chang vậy nha, mà nói kiểu khác. Em mong muốn anh quan tâm em nhiều hơn. Bớt chơi game lạ. Trời ơi, nổi da gà quá. Tại ông quen hết 9 năm đúng không? Trời nè, Hương nãy có nói là Trung chưa bao giờ mà thể hiện một cái hành động lãng mạn hay có một lời nói hay một cử chỉ gì đó. Thì hôm nay nhân đến chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là trong cái giây phút này, em có muốn nói điều gì với vợ em không? À, nhìn vợ mình đi. Nhân tham gia chương trình này có mặt anh Quốc Thận, chị Hồng Vân và cả khán giả. Tuy hai vợ chồng mình có nhiều lúc cũng khắc khẩu, có những cái quan điểm trái ngược nhau, nhưng mà em hãy yên tâm, anh lúc nào cũng yêu em. Rồi có sửa đổi không? Có sửa đổi không? Anh sẽ sửa đổi gì em? Rồi, hứa nha. Rồi. Rồi ôi đó, cười dịu dàng đó. Hứa nghe. Chương trình đó cũng xin chúc tụi em nè. Yeah. Hạnh phúc nè. Chắc chắn sẽ có em bé, trai yeah. gái gì cũng được. Dạ yeah, cũng được. Đến với gia đình tụi em nha. Yeah. Rồi cảm ơn tụi em rất nhiều. Dạ cảm ơn. Rồi. Muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi, em nói hết. Thì đúng rồi, dạ. Nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ, dạ. thì hôm là đó em ra Khánh làm về sao? Mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp, dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái. Ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn, sau đó mẹ em phải từ dưới quê đem taxi lên thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình lại đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai á, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo, lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em cảm thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Yeah. Cho đến lúc gặp mẹ thì yeah. sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Yeah. Em nghĩ là thật ra là trước đó là thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Yeah. Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại vì lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình thấy thương, mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như, lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà thương về Việt Nam á, thương bảo là từ khi mà thương đi á, không ai đưa thương đi hết, chỉ có là thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về. Lúc đó em bảo là thôi em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà
Thương, lúc đó Thương xuống sân bay là em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi. Thế là giống như là sắp đặt á, số phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không luôn, không ạ? Từ mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Nó không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Đó, nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó, kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa là nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn, chưa luôn. Dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà em nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Bình gặp ở Gia Lai rồi á, thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống, mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi. Rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dần đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa. Thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Đó. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ? Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của, của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng tháng 6 đến tháng 7, dạ, đúng một tháng. Đến tháng 8, dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Dạ, đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Dạ. Thật ra nghe em thì cuối cùng thì gớm con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có, có em nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái đám cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới á, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được.
Nên nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa mình thấy là tại sao mình, mà em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới mà đẹp, mà đẹp trong khe, đẹp như thế, phúc hậu hiền hậu vậy đó. Là em là may em mắn biết sao không? Em bác... chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không, tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn. Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực. Giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người vì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Và vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó, chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị biết không, có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu, cho nên là phải có cái phần 2 đó, họ gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau, tật xấu đi chị ơi, nó xấu đó. Xấu mà cho dù là có yêu thương, có dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh, là, chị là chị đi. Đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Rồi đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không đưa đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn, kiểu giống là
em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh đưa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì hôm nay quá đi. Đang quá trời lạc đề luôn. Đang là kia. Dạ. Rồi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, cũng nhắc lạc đề cái em cũng biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong thế rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chăn không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi em có thể giúp anh được không là anh ở giờ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em không phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn, rồi lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm, rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó, thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tới nỗi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ quên bản thân mình lúc có em về làm là vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà lúc bất thương bị đau bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình phải thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi cái gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang này sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Kiểu mình muốn làm để mình lo được cho gia đình. Bản thân mình rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa mình cũng lo nhiều hơn nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái bây đó giờ là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Có nghĩa em bây giờ mà làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Gần không? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là em có làm nhưng mà giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm nhưng mà cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Dạ, em biết xót. Ví dụ em nói
thì vợ nên sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Ra là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng và buồn á. Nhưng mình cũng giống như là một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ không em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi ráng đào bươi bới móc gì đó, mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, có nghĩa là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là live stream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi, mà chưa xuất hiện. Em nói là ơi, hôm nay là mình live stream vào 7 giờ này, nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. Đó, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ, thì em thấy là chưa. Đó, cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ phải gì, hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó có coi chương trình này sao. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi, em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like của mình thì có hợp không? Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay, hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè dạ, rất hay khóc nhè. Chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê. Dạ, là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên, khóc trên live stream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Chút nữa gặp anh chị cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực và chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ, đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt, nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng mình cứ đi theo vậy. Với lại chị, 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi cũng khỏe bạn rồi đó. Dạ, dạ. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. Đó, cứ bắt buộc nặng nặng đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình dắt ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích đó, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, sức khỏe bình an ha. Rồi mẹ tròn con vuông, đã biết trai gái chưa? Dạ, cô chú. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó ha. Em chúc cho nó luôn, năm sau chúc cái lần chơi chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi, hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó xong đi rồi bắt đầu mình chúc đó. Đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn.